Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video buổi tối hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mở thẻ của 6 dự án. Đầu tiên thì mình xin được chúc mừng các bạn nào đang khai thác và đang đào đồng Jockey Rabbit nhé. Đây là một cái dự án mà chúng ta đã khai thác cũng khá lâu rồi. Và dự án này ngày hôm nay nó có một cái thông báo là chính thức niêm yết trên các sàn giao dịch lớn bắt đầu từ ngày 23 tháng 9, chuẩn bị giao dịch GBTC trên các nền tảng hàng đầu và trở thành một phần của hành trình đáng kinh ngạc này. Đánh dấu lịch sử của bạn và theo dõi để biết thêm nhiều thông tin cập nhật thú vị. Cảm ơn bạn đã trở thành một phần thiết yếu của cộng đồng tuyệt vời của chúng tôi. Cùng nhau chúng ta đang hướng tới thành công. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào trong tài khoản để chúng ta mở thẻ của dự án Hamster Combat đầu tiên nhé. Tháng 9 này thì có rất là nhiều những cái dự án niết sàn. Dự án Hamster Combat này nó cũng sẽ niết vào ngày 26 tháng 9 và hiện tại thì các sàn nó đã có thông báo rồi. Hiện tại là OKX, KuCoin, Bitget và Get.io này là những sàn đã có thông báo là đồng coin Hamster Combat này nó sẽ niết ở trên các cái sàn đấy. Và lần này là lần niết chính thức các bạn nhé, không phải như mấy lần trước là nó chỉ bảo là nó chuẩn bị phát hành airdrop thôi, chứ nó cũng chưa có khẳng định là ngày nào. Nhưng mà lần này thì nó thông tin chính thức rồi. Đây các bạn có thể là vào trong cái mục airdrop này, chúng ta sẽ nhìn thấy là ngày 26 tháng 9 và đây nó còn để cả đồng hồ đếm ngược là còn hơn 25 ngày nữa nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào mục đào ở đây để chúng ta mở thẻ của ngày hôm nay. Thẻ đầu tiên sẽ ở trang số 1 này, các bạn kéo lên. Và đây là chiếc thẻ đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang trang số 2. Ở trang số 2 này các bạn kéo lên tới đây. Và cái thẻ web 3 này sẽ là cái thẻ thứ 2 của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm chiếc thẻ thứ 3 ở trang số 5 này. Các bạn kéo lên nhé. Và đây là chiếc thẻ thứ 3 của ngày hôm nay. Hôm nay thì những cái thẻ này mình mới nâng cấp ở level thấp nên là tốn ít xu. Như vậy là mình đã mở thẻ thành công và nhận được 5 triệu xu này. Chiếc thẻ đầu tiên này các bạn sẽ mở trang số 2, chiếc thẻ thứ 2 này các bạn sẽ mở trang số 1 và chiếc thẻ thứ 3 này các bạn sẽ mở trang số 5. Bây giờ chúng ta sẽ đến với dự án tiếp theo, đó là dự án Jockey Rabbit. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấp vào claim để nhận phần thưởng đào coin này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ vào mục min. Ở trang đầu tiên này các bạn sẽ kéo lên để mở thẻ nhé. Và đây là chiếc thẻ đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn sẽ nhấp vào cái hình xanh có cái viên tròn này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ vào cái mục code này. Ở đây thì chúng ta sẽ kéo lên để tìm chiếc thẻ thứ hai. Và đây là chiếc thẻ thứ hai của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm thẻ thứ ba. Blocking. Ở đây không có thì các bạn sẽ phải vào claim nhé. Và đây là chiếc thẻ thứ 3 của ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ nhấp vào mục check để kiểm tra, nếu đúng thì chúng ta sẽ nhận phần thưởng là 2 triệu xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Virtus. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhận phần thưởng đào coin này và claim cái phần thưởng điểm danh. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ vào mục này. Ở đây chúng ta cũng sẽ claim cái phần thưởng đào coin này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào mũi tên quay trở lại ở đây. Thẻ đầu tiên sẽ là chiếc thẻ này. Thẻ thứ hai là thẻ này. Tiếp theo thẻ thứ ba vẫn là thẻ này. Rồi đến thẻ thứ tư chúng ta sẽ nhấp vào cái thẻ này nhé. Như vậy mình đã mở khóa thành công và nhận được 16 cái đồng Virtus này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Tomato. Mình không hiểu làm sao mấy hôm nay là cái con Tomato này truy cập vào nó rất là khó và mình vào tới nơi thì nó nát rất là lâu nên mình không đợi được. Và bây giờ thì mình sẽ đọc cho các bạn là cái mã code của ngày hôm nay. Mã code ngày hôm nay thì các bạn sẽ gõ 2 lần vào cái đầu cà chua này và 1 lần vào cái cây cà chua này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ sang dự án tiếp là dự án Spell Wallet. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào biểu tượng hình khóa ở đây. Và chúng ta sẽ mở thẻ đầu tiên là cây bút này. Thẻ thứ hai là tia sét. Thẻ thứ ba là đầu người. Thẻ thứ tư là pha lê tím.
Như vậy là mình đã nhận được đồng Mala, và bây giờ chúng ta sẽ đến với dự án tiếp theo, đó là dự án Merge. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục nhiệm vụ này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào phần thưởng điểm danh hàng ngày. Ngày hôm nay mình sẽ nhận được là 65 tỷ xu, mình sẽ nhấp vào mục nhận thưởng. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên là xem video trên YouTube này. Rồi nó vào video được một đoạn thì chúng ta sẽ quay trở lại nhập mã code luôn nhé. Mã code của ngày hôm nay sẽ là 61931. Rồi chúng ta sẽ nhấp dò lỗi mã. Chúng ta sẽ đến với câu trả lời của ngày hôm nay, câu đố hack não trong ngày. Rồi sẽ nhập cái mã code của câu đố này. Nó là từ khóa tiếng Anh nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào kiểm tra câu trả lời. Tiếp theo thì đến với câu đố trong ngày. Và đây là từ khóa của ngày hôm nay. Rồi các bạn sẽ nhấp vào kiểm tra câu trả lời. Nhấp vào yêu cầu để nhận phần thưởng này. Bây giờ của mình còn thiếu là mở thẻ này, nâng cấp thẻ với này tap tap màn hình. Nếu mà thiếu tap tap màn hình thì mình sẽ phải vào mục cải thiện ở đây, mình nâng cái thẻ đào này, thẻ khai thác này này. Khi các bạn nâng cái thẻ này lên ý, thì chúng ta sẽ được đầy một cái bể mới nhé. Nó sẽ nạp đầy một cái bể mới cho chúng ta, cào nó sẽ nhanh hơn. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có một cái bể mới ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại mục nhiệm vụ xem đã đủ chưa nhé. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi này. Và khi các bạn nâng cái thẻ ở cái mục khai thác đấy thì là cũng là 5 cái thẻ cải thiện kỹ năng này luôn. Thì chúng ta nâng cái thẻ đấy nó sẽ có hai tác dụng. Đây ở cái mục khai thác này, vừa tăng thêm cái bể khai thác, nó đầy một cái bể khai thác mới này. Sau này vừa giúp cho chúng ta là làm xong cái nhiệm vụ mở thẻ của ngày hôm nay. Như vậy là mình đã làm đủ những cái nhiệm vụ để nhận phần thưởng này. Rồi và cái phần thưởng cuối cùng của ngày hôm nay mình sẽ nhận được là 13,8 tỷ nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với hộp quà may mắn, đi tới danh sách Lucky Box này. Ở đây mình không có sao, mình chỉ nhận miễn phí thôi nên là cái quà của nó không được ngon các bạn nhé. Bạn nào có tiền mua sao thì nhận quà chắc là nó sẽ có giá trị hơn này. Mình sẽ nhấp vào mở hòm nhé. Được 366 mét này, là 366 triệu xu. Phần thưởng không có gì hấp dẫn cả. Không biết là có bạn nào mở trúng USDT chưa, còn mình thì chưa trúng tí nào luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào mục cải thiện này, quên mất, vào mục thành phố này. Chúng ta sẽ mở cái thẻ đầu tư của ngày hôm nay. Và thẻ đầu tiên sẽ là chăn nuôi hamster. Tiếp theo đến thẻ thứ hai sẽ là người mẫu này. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến với thẻ các nhà sản xuất xe điện. Và đây là 3 chiếc thẻ trong ngày hôm nay. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn mở thẻ của 6 dự án. Và chúc mừng các bạn đã khai thác cái đồng Jockey Rabbit ngày 23 tháng 9 này thì nó sẽ nít sàn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và kiếm được nhiều coin. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.